Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đâm sau lưng và tình người cộng sản, thẩm phán bắt tay tướng Trung. Bên cạnh phiên tòa xử kín cùng bản án 5 năm tù đối với cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, thì cái bắt tay vỗ vai của chủ tọa phiên tòa thẩm phán Trương Việt Toàn với bị cáo Nguyễn Đức Trung sau khi kết thúc phiên tòa cũng là một chủ đề gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động nhân văn, nhưng có luồng ý kiến cho rằng hành động này là mất tính trang nghiêm, thậm chí dễ dẫn đến dư luận có suy nghĩ tiêu cực liên quan đến bản án của tòa đã tuyên. Đây là hình ảnh cắt từ clip video cho thấy thẩm phán Trương Việt Toàn bắt tay động viên bị cáo Nguyễn Đức Trung tại phiên tòa. Trước những ý kiến trái chiều trong dư luận về hành động của mình, thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội đã giải thích về việc ông đã xuống khu vực các bị cáo vỗ vai, động viên và bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Trung và các đồng phạm trong vụ án này. Ông nói, hôm đó tuyên án xong tôi đi về phòng làm việc của mình. Lúc đó đương nhiên phải đi qua hàng bị cáo. Khi đi qua bị cáo Trung, ông Trung đưa tay ra bắt. Thực ra trong giây phút đó tôi cũng suy nghĩ rất nhanh. Sau khi chững lại một chút, cuối cùng tôi quyết định bắt tay vỗ vào vai bị cáo một cái và có lời động viên như sau. Cố gắng cải tạo cho tốt, 5 năm mà anh cải tạo tốt thì cũng nhanh thôi. Thẩm phán Toàn cũng cho biết thêm đây không phải là lần đầu tiên ông bắt tay động viên bị cáo sau khi xét xử. Ông nói, trước tiên sau phiên xét xử Hà Văn Thắm, tôi cũng đã từng bắt tay động viên bị cáo Thắm cải tạo tốt. Thực ra điều đó đơn giản là thể hiện tình người với nhau mà thôi. Thẩm phán Toàn cũng giải thích thêm với truyền thông trong nước về hành động gây tranh cãi của mình. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Đức Trung cùng đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm vào hôm 11 tháng 12 năm 2020. Ông nói tiếp như sau. Sau khi kết thúc phiên tòa, tôi cũng xuống bắt tay động viên các bị cáo là yên tâm để cải tạo để sớm được về. Tôi xuống bắt tay các bị cáo khi phiên tòa đã kết thúc, hội đồng xét xử đã xong việc rồi. Chứ có việc làm như thế lúc đang xét xử đâu, nên việc này có tính chất khác nhau tùy thời điểm. Tuyên án xong là xong, ở góc độ nào đó bị can, bị cáo cũng là con người. Thẩm phán cũng là con người, không lẽ người ta giơ tay ra mình không bắt. Tôi nghĩ chuyện này diễn ra một cách bình thường, thể hiện tình người với nhau mà thôi. Tuy nhiên, lời giải thích sau đó của vị thẩm phán cũng không thuyết phục được dư luận. Facebook Nguyễn Đức thì viết như sau. Thẩm phán bắt tay bị cáo Trung gây tranh cãi, còn Hồ Duy Hải kêu oan tại hai phiên tòa, thẩm phán giả điếc. Thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm còn chất vấn Hồ Duy Hải. Tại sao trước đây bị cáo nhận tội, giờ kêu oan, ai bày cho bị cáo kêu oan? Facebook Nguyễn Hồng Hải cũng bình luận tiếp như sau. Hoan hô tinh thần rất nhân văn, rất tình người này. Cơ mà em cũng hỏi. Ông này là chủ tọa phiên xét xử đồng tâm. Sau phiên tòa, ông có xuống bắt tay các bị cáo hay không ạ? Hay những bị cáo trong vụ đồng tâm không phải là con người? Có người dùng mạng thì còn ngụy nói rằng giải thích của ông Toàn là ngụy biện vì không ai thiết kế phòng làm việc phải đi ngang qua khu vực của bị cáo cả. Việc đó vốn nhằm để tránh cho quan tòa đối mặt với thân nhân bị cáo hoặc bị hại. Hành động bắt tay, vỗ vai bị cáo Nguyễn Đức Trung của thẩm phán Trương Việt Toàn cũng nhận được sự đồng tình của một số vị đại biểu Quốc hội. Đây là hình ông đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân. Trao đổi với báo Người Lao Động về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân thuộc đoàn Cà Mau, tiến sĩ luật học cho rằng sau khi xét xử, thẩm phán được nhân danh nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam phải vô tư, khách quan. Trong vụ án hình sự, thẩm phán và bị cáo đương sự khi tiếp xúc cũng phải có quy định cụ thể theo nguyên tắc trong bộ luật tố tụng hình sự. Theo ông Phần, việc ông Trương Việt Toàn vỗ vai bắt tay ông Nguyễn Đức Trung sau phiên tòa, nhiều người hiểu rằng phiên tòa xét xử kết thúc thì đây là góc độ con người với con người. Bên cạnh đó là một người nắm công tác, công cụ, phục vụ pháp luật, ông Toàn đã chia sẻ, an ủi và tuyên truyền, giải thích thêm pháp luật trong việc xử lý đối với ông Nguyễn Đức Trung. Tuy nhiên, dưới các độ pháp lý tại pháp đình, ông Lê Thanh Vân cho rằng hành vi đó là không hợp lệ bởi vị trí của thẩm phán chủ tọa đang ngồi là thẩm phán, trong khi đưa ra pháp luật cần xem xét tất cả các yếu tố của một vụ án dựa trên căn cứ của pháp luật,
chứ không dựa trên cảm xúc được. Đại biểu Thanh Vân phân tích thêm, một con người có rất nhiều vị thế trong xã hội, khi nào là bạn bè, người thân thì có thể ứng xử bằng tình cảm, đạo đức. Tuy nhiên, khi đang ngồi vị trí quan tòa, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, đó là con người pháp lý, phần ngồi rất rõ ràng, luật pháp bất vị thân, tuyệt đối không để tình cảm lấn át ý chí. Khi tòa án là nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam để đưa ra bản án thì phải khách quan, vô tư, không được chi phối tình cảm, cảm xúc cá nhân. Đại biểu Đoàn Cà Mau này cũng cho rằng đây cũng là bài học để các vị thẩm phán phải rút kinh nghiệm. Tương tự, ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội Đoàn Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng hiện nay chưa có quy định nào về việc thẩm phán bắt tay với bị cáo, bị can. Đây là hình ảnh thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, việc chủ tọa quan tòa là cán cân công lý, sau khi xét xử bị cáo cần phải công chính, nghiêm minh, vô tư, khách quan. Ông Hòa đánh giá, tôi cho rằng sau khi xét xử vụ án và thẩm phán xuống bắt tay với bị cáo thì là rất phản cảm. Việc này chưa từng xảy ra tại một phiên tòa. Cũng theo ông Hòa, nếu thẩm phán có tình cảm với bị cáo thì có thể đến thăm tại trại giam để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, việc này lại diễn ra giữa chốn công đường mà thể hiện thái độ niềm nở, thân mật với bị cáo thì người dân có quyền nghi ngờ về tính công bằng, nghiêm minh, vô tư, khách quan của vụ án. Chưa dừng lại ở đó, thẩm phán Trương Việt Toàn đã phản hồi lại ý kiến của nói việc ông bắt tay bị cáo là không đúng pháp luật. Cũng qua báo chí trong nước, ông Toàn phản bác lại, không có quy định nào cấm tiếp xúc bị cáo khi xét xử xong, chỉ có quy định cấm tiếp xúc trong khi xét xử. Như đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nói, tôi bắt tay là không đúng pháp luật. Vậy tôi đề nghị viện dẫn rõ văn bản pháp luật nào quy định như vậy. Thử đặt câu hỏi, lúc đó ông Trung giơ tay bắt, nếu tôi không bắt lại, người ta sẽ đánh giá thế nào về tôi? Có vẻ như càng giải thích, ngài thẩm phán càng ngày càng bộc lộ tư cách của mình. Đây là hình ảnh được báo trong nước đăng và chú thích là thẩm phán Trương Việt Toàn trò chuyện với bị cáo Hà Văn Thắm khi phiên tòa nghỉ giải lao. Lúc đầu, ông giải thích là cái bắt tay là nhằm mục đích động viên thể hiện tình người với nhau. Sau khi bị một vị đại biểu Quốc hội phê phán, thì ông Toàn lại tỏi ra lý do của động tác bắt tay là vì nếu không bắt tay khi bị cáo Trung giơ tay ra bắt trước, thì mọi người sẽ đánh giá ông. Một người dùng mạng nhận định tiếp như sau. Thẩm phán tầm cỡ như ông Toàn không biết giữ gìn sự tôn nghiêm của pháp luật trong công đường, mà còn lý sự cồn kiểu đó thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Một người khác thì nhận xét tiếp như sau. Ông bắt tay bị cáo thì mọi người mới đánh giá không tốt về ông. Ông không bắt tay thì có ai đánh giá gì về ông đâu. Đúng là miệng quan chôn trẻ, xảo biện. Cùng với những lời lẽ mà càng giải thích càng khiến dư luận phẫn nộ, thì cộng đồng mạng cũng lan truyền một bức hình trên báo Pháp luật Xã hội vào năm 2018 ghi chú là thẩm phán Trương Việt Toàn trò chuyện với Hà Văn Thắm khi phiên tòa nghỉ giải lao, tức là khi phiên tòa chưa xét xử xong. Bài báo còn ca ngợi ông là người phán xử luôn nặng chữ tình, vì luôn trăn trở là làm sao thượng tôn pháp luật nhưng vẫn đậm tính tình. Tuy nhiên, theo khoản 4 điều 256 về nội quy phiên tòa trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, thì tại tòa phiên tòa bị cáo đang bị tạm giam chỉ được tiếp xúc với người bảo chữa cho mình. Việc tiếp xúc với những người khác phải được chủ tọa phiên tòa cho phép. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đâm sau lưng tình người Cộng sản, thẩm phán bắt tay tướng Trung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.